Mà còn bất ngờ hơn nữa hả, tụi này nè nó đụng xe ba thằng Đông. Ba thằng Đông bị què giò bó bụng thời gian bà nhớ không? Trời ơi, sao mà nhiều chuyện bất ngờ giống như trong phim quá vậy? Vậy mới thú vị chứ, nếu tụi nó không tìm tụi Hải Đông gây sự thì đâu có bắt được đâu. Gây thù chuốc oán gia không gây thù, gây thù với Hải với Đông. Sáng nay thông tin của hai tụi nó được đăng tải trên các báo điện tử, có cả hình tụi cướp nè, rồi hình tụi Hải Đông. Bây giờ hả, ta phong cho Hải với Đông giống như là người hùng vậy. Bọn cứ bị bắt thì tốt cho xã hội, nhưng mà mình bị mất đi một mối hàng giá rẻ. Thôi đi ông, lấy hàng của tụi nó xong rồi làm ăn chung, có ngày liên lụy tôi với ông luôn đó. Dạo này thằng Hải nổi tiếng quá, mấy cái mẫu quảng cáo của nó ngày nào cũng phát trên tivi hết á. Mặt mũi của nó bây giờ đi đâu ai cũng biết. Mà phải công nhận nha, thằng này nó vừa giỏi mà số nó cũng hên nữa, nó hên đủ thứ hết trơn á. Vô nghe có ai gọi. Dạ. Alo. Hả? Chị Út hả? Dạ. Em biết rồi. Dạ. Ai gọi vậy? Dạ chị Út. Chị Út nói á, là chiều nay bà hai có công chuyện nên chị Út ở nhà coi cửa hàng nên không có qua được. Chỉ nhờ anh đem bánh qua giùm á. Thiệt không? Thiệt. Không tin anh gọi thử đi. Thôi, lâu lâu nó mới nhờ một lần mà, có khó khăn gì đâu. Mà trước đây á, con cũng vẫn phải đi giao cho bà hai mà. Dạ. Hai, có cơ hội gặp chị Út mà bày đặt. Nói vậy? Nói vậy? Hả? Anh hai cứ đánh em hoài vậy? Em quê rồi đó nha. Quay lên thì sao? Hả? Đã? Muốn... Thôi, thì... Vậy vậy vậy? Hai Sao? cái đứa này. Muốn gì? Cứ lo giỡn hoài. Thôi, chuẩn bị đi giao hàng đi con. Để trễ đi giao rồi. Hàng đi kìa. Hai đứa bay ở nhà riết á. Tao với ba mày đau đầu luôn. Dạ, con làm xong chỗ này là con đi liền. Sáng nay mẹ có đọc bài viết của Đông đăng trên một tờ báo, nói về lối sống buông thả dạ. của một số giới trẻ thành thị. Mẹ thấy sao mẹ? Đông còn ít tuổi mà đã viết được bài phóng sự như vậy thì thật là giỏi. Tuy nhiên đọc kỹ mẹ thấy cũng còn thiếu một chút xíu gì đó. Dạ. Thì Đông đang tập làm báo mà mẹ. Dạo này á, Đông mê làm báo còn hơn cả việc viết văn nữa mẹ. Đông là người có ý chí lắm đó. Dạ. Nhất định sau này Đông sẽ trở thành một nhà báo giỏi hoặc là một nhà văn giỏi. Nhưng mà Đông chỉ muốn viết để kiếm tiền đi học đại học thôi à mẹ. Ước mơ của Đông sau này sẽ là một nhà kinh tế giỏi, chứ không phải là một nhà văn, một nhà báo đâu mẹ. Còn vấn đề dịch thuật của con và Đông tiến triển tới đâu rồi? Dạ, ông Hùng Minh á, rất thích phong cách dịch thuật của tụi con. Ông nói á, sắp tới sẽ cho Đông sốt dịch một số tác phẩm văn học nước ngoài. Vì Đông á, cũng là dân viết văn, cho nên dịch sách văn học sẽ rất là tốt. Còn con và Thắm á, vẫn tiếp tục dịch mấy cái sách linh tinh mẹ à. Có việc mà để làm thêm như vậy là tốt đó con. Với lại công việc dịch thuật cũng không vất vả lắm. Nhất định con sẽ bắt chước Đông sốt. Con sẽ kiếm được tiền là chi phí học hành cho bản thân, không phụ thuộc vào mẹ nữa. Được như vậy mẹ cũng rất là mừng. Mừng ở đây là không phải về tiền bạc, chi phí, mà vì con gái của mẹ đã có khả năng tự lập, biết kiếm sống bằng đôi tay và khói óc của mình. Như vậy mẹ vui lắm á. Mẹ biết không, con học tập Đông sốt đó mẹ. Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Có xung quanh nhiều bạn tốt như vậy, con sẽ được ảnh hưởng tốt. Dạ. Và nếu điều đó sẽ ngược lại
nếu xung quanh con toàn những người bạn xấu, thì mình sẽ bị ảnh hưởng thành người xấu đó con. Dạ, thì bởi vậy con mới chọn bạn mà chơi đó mẹ. Con gái của mẹ phải vậy chứ sao. Mẹ, mẹ ăn đi mẹ. Con ăn đi. Cảm ơn con. Mẹ cứ yên tâm đi, bạn con á toàn là người tốt, người giỏi không à. Cứ như thằng Đông, thằng Hải, con Quỳnh hay Lan á, thì mẹ yên tâm rồi. Mẹ cứ yên tâm đi. Thì rồi mai mốt con có người yêu thì phải phải sao hả mẹ? Con không biết con phải chọn người sao hả mẹ? Con suy nghĩ không có ra. Mới có từng tuổi này mà bà đã yêu với đương. Thôi để từ từ đi, khi nào con yêu thì mẹ sẽ nói. Ăn đi con. Dạ. Hôm nè. Dạ. Mẹ nói con nghe nè. Dạ. Nếu như mà sau này con muốn có bạn trai á, thì mẹ nghĩ á, anh chàng nào giống Đông hoặc là Hải, mẹ đồng ý liền à. Dạ, con sẽ cố gắng tìm một người yêu á giống như Hải Biển, hoặc là giống như Đông Sốt vậy mẹ. Để xứng đáng làm con rể của mẹ ha. Mẹ chịu không? Vấn đề á là mấy anh chàng như vậy á, mấy anh chàng đó có chịu con không? Trời ơi, con gái mẹ cũng giỏi, cũng dễ thương mà. Thấy chưa, lại mèo khen mèo dài đuôi nữa rồi. Con coi chừng nha, coi chừng không có anh chàng nào thèm yêu con đâu. Ăn đi con, là học hành nha. Dạ. Mẹ nói vậy thôi nha, không có để ý vấn đề yêu đương lúc này nha con. Có phải nó không? Có đúng là nó không? Hả? Thấm? Hải, con cởi dì ra cho dì xem thử đi Hải. Đi con. Con tháo dì ra đi con. Dạ. Thôi đúng rồi, đúng là cái bớt này rồi. Nhưng mà còn khuôn mặt thì mười mấy năm rồi tôi cũng không có nhớ nổi. Con nhìn gì đi. Ừ, hình như là nó. Nhưng mà sao tôi không nhớ rõ nữa. Từ lúc nhìn thấy cái bớt ở chân Hải, con có linh tinh Hải là em trai mình, con không dám nói ra. Chị nghĩ biết đâu có một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nói thì nói vậy thôi, chứ trong lòng của con cũng bồn chồn, thấp thỏm hoài à. Thôi được rồi, chỉ có còn một cách này để xác định có đúng là hai chị em hay không, thì hai đứa sẽ cùng nhau đi xét nghiệm ADN, sẽ biết ngay thôi. Hai con có đồng ý hay không? Dạ. Cảm ơn anh chị nhiều lắm. Chị cho em hỏi, phòng xét nghiệm ADN đâu vậy? Đi thẳng vào phòng này nè. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn. Mời vào.
Chuyện này đúng thật quả là bất ngờ đó. Vậy á, mà trước đây ai cũng nghĩ á, Hải được sinh ra trong một gia đình giàu có không ạ? Thực ra thì Hải cũng là người may mắn đúng không? Ba mẹ Hải thì là tốt bụng, dạy dỗ lòng nhân ái, đúng không Hải? Lúc trước á, có nghe Thắm nói Thắm có người em ruột mà có bớt son ở dưới chân, mà tụi này đâu có nghĩ là Hải đâu. Thắm thì có một linh cảm đặc biệt, nhưng mà không dám nói ra. Nói ra sợ không đúng thì kỳ lắm, cho nên chỉ dám nói bóng nói gió thôi à. Nếu như bọn mình á là chị em ruột thật thì có lẽ Hải sẽ không lo ngại về nguồn gốc của mình nữa. Mình đã chịu ơn của ba mẹ nuôi từ nhỏ tới lớn. Nếu như mà mình làm gì có lỗi với ba mẹ, chắc là phải ân hận suốt đời. Mày cứ yên tâm đi, mọi người ở đây á, ai cũng mong mày với lại Thắm á, là chị em ruột mà. Tao cũng hy vọng vậy. Đúng rồi đó, ai cũng mong mà. Dạ em chào thầy. Dạ chào thầy. Chào thầy. Thầy ngồi đi thầy. Các em ngồi đi. Dạ thầy ngồi đi. Mình ngồi đi. Mình ngồi đi. Cảm ơn. Anh dùng gì vậy? Cho tôi một ly cà phê đá. Dạ. Xin thưa với các bạn, thực ra thì mình là người đã chủ động gọi điện thoại cho thầy để nhờ thầy làm cố vấn về quyết định chọn trường đại học của mình. Trước tiên, có mặt các em ở đây, thầy thay mặt toàn bộ các giáo viên trong trường chúc mừng các em đã trúng tuyển vào đại học. Trên trường hợp của Hải, thầy muốn gặp mặt Hải, gặp để trao đổi trực tiếp về nguyện vọng của Hải. Dạ. Dạ. Theo thầy, cái việc mà em chọn học ngành y hay là trường học viện hải quân, cả hai đều tốt cả. Nếu nguyện vọng của em là được trở thành một sĩ quan hải quân thì em nên chọn theo nguyện vọng phù hợp với lý tưởng của em. Dạ, thật ra thì em cũng đã suy nghĩ như vậy, nhưng mà em cũng phải chờ quyết định của ba mẹ em nữa. Được rồi, thầy sẽ sắp xếp thời gian để tới nhà nói chuyện với ba mẹ, hỗ trợ thuyết phục ba mẹ giùm em Hải nha. Dạ, Hải, em cảm ơn thầy. Hải sướng ha. Dạ, em mời thầy uống nước. Cảm ơn. Cảm ơn. Uống nước. Dạ. Đi Đông. Dạ, em mời thầy uống nước. Dạ, em mời thầy. Hả? Hả? Thiệt không? Thiệt. Tao khẳng định đó là thằng Hải không phải là con của ông bà bác sĩ. Nó đã được ông bà đem về nuôi từ nhỏ mà. Nó mồ côi cha mẹ chứ bộ. Trời, ghê vậy. Vậy nữa. Chứ còn gì nữa. Nè, nó còn nói một điều này nữa nha. Thằng Hải và con nhỏ Thắm á là chị em ruột, thất lạc nhau từ nhỏ, bây giờ mới tìm nhau được đó. Hả? Gì? Ừ. Tụi nó dắt nhau đi thử ADN rồi. Vậy bởi vậy nữa. Mấy bữa nay tao không ngủ luôn, bỏ ăn bỏ ngủ suy nghĩ việc này không á. Ủa mà sao nó học chung lớp với nhau mà nó không biết? Ừ. Học chung lớp chứ có làm gì đâu bà nội. Ai biết giờ mới biết nè. Cũng căng ha. Ủa mà chừng nào có kết quả? Biết không? Để về điện hỏi chứ đâu. Nhớ hỏi nha. Ừ. Nhưng mà bây giờ rối quá, rối quá. Sao chuyện phải của ông mà ông rối? Anh Nam với chị dùng để tay uống nước đi ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Sao rồi ba? Anh chào cả nhà. Ngồi đi con. Sao rồi? Đã có kết quả xét nghiệm ADN. Kết quả là Hải và Thắm là hai chị em ruột với nhau. Thiệt hả anh? Đây, mày xem đi. Nó chính là cháu của em rồi. Đúng rồi. Hải ơi, con ơi, tụi nó còn trôi dạt ở ngoài biển rồi.
Không ngờ mười mấy năm được gặp lại con ở đây. Con cao lớn khỏe mạnh như vậy nè. Thắm ơi, em của con nè Thắm. Quên con. Chị. Chị ơi, cảm ơn hai vợ chồng bác sĩ đã nhận nó về nuôi. Ở dưới suối vàng, cha mẹ chúng nó chắc cũng thấy mát lòng mát dạ khi biết được cái tin này. Hải, Hải. Chị hai. Hải ơi. Chị hai. Thôi được rồi, mọi người hãy ngồi lại đi. Con, đây là chuyện của con đó. Hải ơi, cháu của tôi. À, hôm nay nè, dì gặp lại cháu, rồi chị em gặp lại nhau. Thôi thì tôi tính như vậy. Bây giờ mời tất cả mọi người, chúng ta cùng ra nhà hàng làm một bữa tiệc gọi là gia đình gặp mặt, gia đình hội ngộ. Hiểu chứ? Anh Nam đồng ý không? Cảm ơn anh chị. Rồi, nào, chúng mình cùng nâng ly. Yeah, chúc mừng. Chúc mừng sự kiện này nha. Chúc mừng Thắm nha. Chúc mừng các bạn nha. Chúc mừng nha. Chúc mừng. Mời mời. Vợ chồng tôi á có suy nghĩ này. Vợ chồng tôi rất là có duyên với hai đứa Hải và Thắm. Do đó tôi muốn nói với chị là nhận cháu Thắm á làm con nuôi luôn. Dạ. Không biết ý chị dạy cháu Thắm thế nào? Chuyện này thì thôi để cho cháu nó quyết định ạ. Vợ chồng của tôi muốn nâng đỡ cháu Thắm để cháu có thêm điều kiện theo học ngành y, ngành mà cháu đã quyết tâm theo đuổi. Dạ, nếu được như vậy thì tôi cảm ơn anh chị. Còn con, ý của con sao? Dạ, con cảm ơn hai bác. Hiện hai bác đã lo cho em con, bây giờ lại lo cho con nữa. Vậy cực cho hai bác lắm à. Con đừng ngại gì hết. Miễn là con đồng ý nhận làm con nuôi của hai bác là hai bác vui rồi. Dạ, cái đó phải tùy vào quyết định của chị con. Thắm, nhận lời đi. Hả? Đúng rồi, nhận lời đi. Nhận lời đi Thắm. Đi, nhận lời đi. Dạ, con đồng ý à. Yeah. Rồi, không đi cái nữa đi. Vậy chỉ là từ nay á, vợ chồng tôi có thêm đứa con gái nữa. Đã có hai đứa con đó. Nào, đứng đi thêm một lần nữa đi. Vô. Chị à. Dạ. Sắp tới á, thằng Hải đi học ở ngoài Nha Trang. Nhà cửa của vợ chồng tôi á thì chỉ có tôi với vợ tôi, còn thêm bà người làm nữa. Nhà cửa thì lại rộng rãi mà vắng người. Thì bây giờ á, tôi muốn mời cả chị và cháu Thắm dọn về ở chung với vợ chồng tôi cho vui nhà vui cửa. Rồi cả cháu Thắm nữa cũng tiện việc học hành, rồi trao đổi những kinh nghiệm về y khoa với vợ chồng tôi. Chị nghĩ như sao nè? Dạ, xưa nay tôi sống vậy cũng đã quen rồi. Tôi không dám làm phiền anh chị nhiều đâu. Anh chị
lo lắng cho chị em nó như vậy á, là tôi cảm thấy mang ơn chị nhiều lắm rồi. Dạ, từ nhỏ con đã sống với dì con quen rồi, con không muốn thấy dì sống thui thủi một mình đâu à. Thôi vợ vậy à, đó là ý kiến của vợ chồng bác, à, của vợ chồng tôi. Thì cũng chỉ mong là chị với cháu cứ suy nghĩ, tùy chị với cháu quyết định. Theo con, khi nào con đi học đại học? Dì Thấm chạy qua chạy lại hai bên, chủ yếu là để sống với dì, để chăm sóc cho dì những thứ cần thiết. Vì bây giờ mà chị Thấm và con ra, dì không còn một người thân nào hết. Nghe, rồi mời tất cả. Đây, vô. Vô. Xin mời. Vô. Chị Dùng đi chị. Chị Dùng tự nhiên đi chị. Rồi ăn đi. À, quý lẩu lên. Wow, ăn ngon quá. Ăn đi, ăn đi. Rồi, ăn đi. Quý lẩu nha. Rồi, tự nhiên. Wow. Tự nhiên nha. Thơm quá, ngon quá à. Dạ thưa ba mẹ, từ lúc con được biết con chỉ là con nuôi của ba mẹ, tự nhiên con cảm thấy áy náy về cái chuyện mà đã không nghe lời của ba mẹ. Con đã không đi học trường y như là mong muốn của ba mẹ. Con cảm thấy áy náy vì ba mẹ đã nuôi dạy con bao nhiêu năm và kỳ vọng ở con, vậy mà cuối cùng con lại chọn đi một hướng đi khác. Con xin lỗi ba mẹ vì đã làm phật lòng ba mẹ. Không có gì đâu con, ba mẹ cũng đồng ý cho con đi ra ngoài Nha Trang để học rồi mà. Hơn nữa, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy đúng thôi. Con sinh ra ở một vùng biển, lớn lên thì con lại yêu biển và luôn đau đáu về những vùng biển miền Trung. Rồi bây giờ cuối cùng á, thì lại ước mơ trở thành một người lính của biển nữa. Ba mẹ thấy hình như là con sinh ra để thuộc về biển, cho nên ba mẹ không hề trách con, mà còn khuyến khích, ủng hộ những quyết định của con đó. Với lại bây giờ ba mẹ cũng có thêm chị Thắm. Chị của con cũng đã quyết tâm thay đổi ngành nghề của ba mẹ, với ước mơ sẽ trở thành một nữ bác sĩ tài giỏi và tốt bụng. Cho nên là ba mẹ cũng cảm thấy rất là vui rồi. Còn con cứ về dưới biển và đi theo tiếng gọi của biển, vì nơi đó mới là thật sự là nơi của con. Dạ, con cảm ơn ba mẹ. Con cảm thấy rất là hạnh phúc, vì cuối cùng ba mẹ cũng đã ủng hộ cho con với những ước mơ của con. Con xin hứa với ba mẹ, nhất định con sẽ trở thành một sĩ quan, một chiến sĩ hải quân và một người con ngoan hiền của ba mẹ. Đồng thời cũng là một người con, một người lính trung thành của biển, của tổ quốc. Phải cố gắng nghe con. Dạ. Thôi vậy mình ha. Mình là một đứa con của biển, sinh ra ở một vùng biển và lớn lên, luôn yêu biển, luôn mơ về biển và luôn ao ước được đứng trên những con tàu cùng đồng đội với bạn bè cưỡi trên những con sóng và bảo vệ những vùng biển của tổ quốc. Và chỉ nay mai thôi, mình sẽ thực sự thuộc về biển và sẽ được sống với những ước mơ của chính mình. Mình sẽ trở thành một cánh chim biển. Mình sẽ được đi khắp nơi trên vùng biển của tổ quốc và tha hồ khám phá các vùng biển, nơi mình sẽ được đi qua, và đặc biệt là những nơi mà mình sẽ cùng các đồng đội của mình chung sức bảo vệ vùng biển của tổ quốc. Mình sẽ là một cánh chim biển, mình sẽ là một đứa con của biển và là một người lính của biển cả. Anh à, chắc em phải về thăm mẹ em quá, em nhớ mẹ lắm. Anh nghĩ là một tháng hoặc là hai tháng em nên về thăm nhà một lần cho bà vui.
anh có khinh mấy người con gái như tụi em không? Không, nếu mà khinh thì anh đâu ngồi đấy với em làm gì? Thiệt không? Anh nói thiệt mà. Thật ra những đứa con gái như em không có xấu, mà những người đàn ông như anh nè mới là xấu. Đã có vợ con rồi mà vẫn còn mèo mỡ, nhiều lúc anh cảm thấy có lỗi với vợ con. Biết vậy mà sao vẫn còn mèo mỡ? Anh á, không phải là xấu mà là quá xấu. Vậy hả? Ủa sao vậy? Anh đang suy nghĩ gì hả? Hay là về nhà trọ của em nha? Thôi, để hôm khác đi em. Vậy nói chuyện tiếp đi. Bữa nay em cũng muốn ngồi đây để nghe nói chuyện. Vậy bây giờ em muốn anh nói chuyện gì nè? Chuyện gì cũng được, miễn là vui. Cảm ơn nha chú. Chú đi nha. Con mới về mẹ. Hả con? Vô đây, vô đây. Vô đây ngồi nè con. Sao lâu quá mới về thăm mẹ vậy con? Con bận lắm mẹ ơi. Con ăn uống gì chưa? Mẹ xuống lấy chén cho con ăn cơm nghe. Mẹ ăn trước đi, tí nữa con ăn nha. Mẹ, con có mua cho mẹ chút quà nè. Mẹ, còn nữa nè. Đây. Nè. Cái áo này nè. Mẹ mặc vô là đẹp lắm đó. Mẹ nhớ mặc nha. Mặc đi á, đừng có cất để dành đó nha. Còn nữa nè, cái áo này tí nữa đâu mà con mua chi nhiều dữ vậy. Con làm, con có nhiều tiền mà, mẹ yên tâm đi. Còn cái áo này nữa nè. Cái áo này nè, cái màu này nè, mẹ mặc vô là đẹp lắm luôn á. Mẹ ơi, con còn dành dụm được một ít tiền nè, con đưa cho mẹ nha. Mẹ nhớ xài nha. Mẹ thích cái gì á thì mẹ cứ mua cái đó. Mẹ đừng có hà tiện hà tặng đó. Mẹ cũng lớn tuổi rồi, mẹ đừng có làm những cái việc mà nặng nhọc nữa. Tiền ở đâu mà con có nhiều vậy? Tiền lương của con đó mẹ, mẹ cứ giữ lấy đi. Thôi mà mẹ, mẹ đừng có khóc. Kỳ. Mẹ biết rồi. Mẹ, con đói bụng rồi. Thôi con vô thay đồ nha. Con đang cơm với mẹ nha. Con vô thay đồ đi. Dạ. Con về đây chơi với mẹ được mấy ngày? Dạ, con... Thôi, con muốn ăn cái gì để ngày mai mẹ đi chợ nấu cho con ăn. Con dễ nuôi mà mẹ, con ăn cái gì cũng được hết á. Vậy, ngày mai mẹ nấu lẩu mắm cho con ăn nghe. Dạ, con thích cái món đó lắm á. Thôi, con mệt rồi, ngủ sớm đi nghe con. Dạ.
Dạ, của anh chị đây. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Bữa giờ anh có gặp chị Hạnh không? Có, bữa gặp. Con sắp nhập học rồi. Ờ, con nghĩ là về quê chơi gì hả? Lâu lắm rồi không về quê thăm. Rồi sẵn ghé thăm trường của con luôn. Sau đó dì và chị Thắm về Sài Gòn để cho chị Thắm đi học. Đúng đó dì, con với dì cũng lâu rồi chứ có về thăm quê. Ừ cũng được. Chừng nào hai đứa muốn về á thì báo cho dì biết ha. Dạ. Ờ chắc là đêm mai dì nha. Nếu trễ quá tụi con phải nhập học rồi. Vậy thì hai đứa chuẩn bị đi. Dạ, dạ. Để con mua vé tàu rồi ba dì cháu mình cùng về. Dì á thì sao cũng được hết á, tàu xe gì dì đi cũng được hết á. Dạ. Được rồi. Dạ hai chị dùng gì ạ? Hai ly thập cẩm. Dạ. Ờ khoan đã. Ờ anh có phải là ờ nhưng mà thôi, tại tôi thấy anh á giống diễn viên đóng quảng cáo trên TV lắm á. Ừ. Nhưng mà chắc không phải đâu, tại vì diễn viên á ai lại đi bán chè, đúng không? Thôi nhiều chuyện quá. Ừ. Con chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa? Dạ thưa ba, xong hết rồi. Chỉ chờ giờ xuất phát thôi ba. Con ở lại thăm quê vài ngày, xong sẵn ở lại đi học luôn. Ừ. Con ra ngoài đó học, nhớ giữ gìn sức khỏe nha con. Dạ mẹ cứ yên tâm. Nè, con có cần bao nhiêu tiền thì cứ nói mẹ đưa nghe con. Dạ con còn tiền mà ba. Lần trước ba nhớ không, con đi đóng quảng cáo được 2,000 đô. Con mới có xài có 500 đô à. Kể cả tiền vé mà con mua cho cả ba dì cháu luôn. Mà ba biết không, ở trường con á, các học viên đều được chu cấp miễn phí các chế độ trong quá trình học tập, ăn mặc sinh hoạt, phụ cấp, tiền trợ cấp. Và được cấp cả học bổng nữa. Nếu như là học viên giỏi, học viên xuất sắc, thậm chí còn được đi du học miễn phí ở nước ngoài và các trường đại học khác ngoài quân đội đó ba mẹ. À, ba mẹ cứ yên tâm, môi trường học của con rất là tiện nghi và nhân văn. Tụi con được ở ký túc xá hiện đại và theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng đó ba. Ừ. Khi nào mà con cần tiền á thì con nói với mẹ, mẹ sẽ chuyển khoản cho con nghe. Dạ con biết rồi. À nè, khoảng 2-3 tháng mà nếu con xin nghỉ phép được thì nhớ về thăm gia đình, hiểu không? Dạ. Con đi học xa, con rất là nhớ ba mẹ và nhớ chị nữa. Cảm ơn cậu, chúc cậu luôn luôn học tốt. Cảm ơn chị. Dạ. À, ba đưa cho con những địa chỉ, số điện thoại của bạn bè của ba ở ngoài Nha Trang. Lúc nào tiện thì con nhớ ghé thăm họ nghe không? Dạ con biết rồi ba. Ừ.
Thỉnh thoảng con chạy qua chỗ những người bạn của ba con. Con cái của họ cũng cỡ bằng tuổi của con á. Biết đâu con có thêm những người bạn ở thành phố biển thì sao? Dạ, thôi, ăn đi em, lẽ lẽ còn đi làm nữa. Dạ, mời mẹ. Ngày mai hãy bắt đầu sống xa nhà, xa gia đình và bạn bè rồi. Hải đó, nhớ gọi điện thoại về cho tụi mình thường xuyên đó nha. Thỉnh thoảng, vài tháng, hãy nhớ về thăm tụi mình nha. Tất nhiên rồi, tại vì ở Sài Gòn, Hải ngoài còn ba mẹ nuôi, còn có dì ruột và chị ruột nữa. Hãy đi xa, nhớ giữ gìn sức khỏe. Hãy biết mà, Quỳnh ở lại cũng nhớ giữ gìn sức khỏe chứ. Anh nhớ cùng quá à. Xạo quá, anh mà thèm nhớ ai? Anh không nhớ cái mềm gì. Có chuyện gì vậy cô? Tới ngày rồi, đóng tiền nhà đi cô bé. Trời ơi, lát nữa đóng có được không vậy? Mới có 7 giờ sáng à, biết là tôi đang ngủ không? Cô đi cả ngày, tới khuya cô mới về. Gõ cửa nửa đêm á, cô cũng không chịu. Sáng ra cô cũng không chịu. Vậy giờ nào cô mới chịu? Bây giờ mới có 7 giờ sáng à, tôi đang ngủ à. Đợi chút đi. Nè, đủ chưa? Đây á, mới là tiền nhà thôi, còn tiền điện, tiền nước nữa, 200.000 nữa. Lần sau á, tiền bạc mà cô không có đàng hoàng á, là tôi đuổi cô, không cho cô ở nữa đó. Biết rồi, mệt quá.
hồn.